Chào ạ, mình là Hồng Ngọc. Thì hiện tại bên cái môn học của tụi mình đang cần quay một cái tài liệu khảo sát để phục vụ cho môn học. Thì mình nhờ bạn một xíu thôi. Cho mình hỏi là bạn tên gì? Mình là Thảo Vy. Hiện tại bạn đang là sinh viên năm mấy? Mình đang là sinh viên năm 2 ngành truyền thông đa phương tiện. Bạn là K16 đúng không? Đúng rồi. Là bạn học ngành MC. Được. Thế thì bạn cho mình hỏi là bạn mong muốn gì từ cái ngành học của mình? Mình nói chung là ngành học này thì mình không đặt kỳ vọng quá nhiều ấy. Mình mong muốn là một công việc trong tương lai. Đơn giản là thế thôi. Một công việc trong tương lai, một công việc tốt trong tương lai. Ừ. Ngoài những cái kiến thức chuyên môn thì theo bạn thì trường mình cần trang bị thêm những gì cho sinh viên? Mình nghĩ là trường nên trang bị thêm những cái kinh nghiệm thực tế, tại vì mình cảm thấy là còn hơi thiếu sót về cái phần thực hành ấy. Phần thực hành hiểu thì theo bạn thì làm sao để có được ngay một cái công việc sau khi mình ra trường? Có một công việc ngay sau khi ra trường, mình nghĩ là chắc là nên đi thực tập sớm. Nên đi thực tập sớm để tích lũy thêm kinh nghiệm mình ạ, cũng là một cách. Đúng rồi. Thì sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn muốn trở thành con người như thế nào? Nếu mà đặt mục tiêu thì mình muốn là một quản lý ở trong một công ty agency nào đó. Manager. Đúng rồi. Đúng rồi, bởi vì 5 năm thì mình có nhiều kinh nghiệm rồi ha. Cho mình hỏi là trong các hoạt động sinh viên mà liên quan đến chuyên ngành ấy, bạn thích những cái hoạt động nào nhất? Kiểu như webinar hay là talk show hay là gì đó, thì bạn thích hoạt động nào? Mình thích mấy cái buổi talk show ấy, có thể nghe thêm nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Thế thì bạn có mong muốn được tham gia vào những hoạt động nào khác không? Bạn có đề xuất gì cho những cái hoạt động liên quan đến chuyên ngành mà trường có thể bổ sung vào? Mình chưa nghĩ. Bạn chưa nghĩ ra, ok. Thế bạn cho mình hỏi là bạn có biết câu lạc bộ BEC không? Business Economy Club á? Câu lạc bộ kinh tế. Mình có nghe qua rồi. Bạn có nghe qua thì bạn đã từng tham gia vào câu lạc bộ BEC chưa? Chưa. Vâng. Thế thì buổi phỏng vấn của mình đây là hết. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho mình một buổi phỏng vấn này. Cảm ơn bạn nhiều.